Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Tâm, ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu mẫu ngữ pháp mới trong chuỗi ngữ pháp sơ cấp N5. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Trên màn hình là hình ảnh ông lão đang đeo kính. Megane o kakemasu. Và ông đeo kính khi nào nhỉ? À, ông đeo kính khi đọc báo. Shinbun o yomimasu. Như vậy khi chúng ta muốn nói ông lão sẽ đeo kính khi đọc báo, thay vì sử dụng hai câu như thế này, chúng ta sẽ có một cách diễn tả ngắn gọn như sau. Ojisan wa shinbun o yomu toki megane o kakemasu. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu ngữ pháp toki. Toki có ý nghĩa là khi hoặc lúc. Liền trước toki chúng ta sẽ sử dụng thể thông thường, nhưng các bạn lưu ý giúp mình đối với tính từ đuôi na sẽ thêm na và danh từ sẽ thêm no. Nghi vấn từ sử dụng cho mẫu ngữ pháp là do shimasu ka, làm như thế nào, hoặc donna toki, khi nào. Để nắm rõ hơn, xin mời các bạn cùng tìm hiểu một vài ví dụ sau đây. Ở ví dụ đầu tiên là hình ảnh cậu bé đi ra ngoài và lúc nào cũng mang theo dù. Dekakemasu, itsumo kaso motte kimasu. Như vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh với toki như sau. Dekakeru toki, itsumo kaso motte kimasu. Tiếp theo, cậu bé này khi mà không hiểu Hán tự sẽ sử dụng từ điển. Kanji ga wakarimasen, jiso tsukaimasu. Nào, sử dụng toki các bạn nhé. Kanji ga wakaranai toki, jiso tsukaimasu. Hãy mochido yonde kudasai. Kanji ga wakaranai toki, jiso tsukaimasu. À, riêng anh bạn này lúc rảnh rỗi sẽ thường nghe nhạc. Hima desu. Ongaku o kikimasu. Nào, với toki chúng ta có hima na toki, ongaku o kikimasu. Hima na toki, ongaku o kikimasu. Hai người bạn đang nói chuyện, bạn nam đã hỏi như sau. Ha ga itau toki dou shimasu ka? Khi bị đau răng, tôi nên làm như thế nào đây? Và bạn nữ đã trả lời. Kusuri o nonde kudasai. Xin hãy uống thuốc. Với ví dụ này, hy vọng các bạn sẽ nắm được cách sử dụng nghi vấn từ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.